Mến chào và cảm ơn quý khán giả đã đồng hành cùng Nhi Khoa và Ngọc Anh trong chương trình Sáng Miền Tây. Thưa quý vị, tới nay, cả nước có gần 100.000 người đã đăng ký hiến mô tạng sau khi chết. Con số này cho thấy nhiều người đã vượt qua được định kiến, vốn đã ăn sâu trong tư tưởng, đó là chết phải vẹn nguyên, mở lòng hiến tạng cho những bệnh nhân nguy khó. Thế nhưng con số 100.000 người vẫn chỉ đạt tỷ lệ khoảng 0,1% dân số. Chính vì thế, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia đang có nhiều nỗ lực để quá trình hiến tạng, ghép tạng được minh bạch, công khai, đồng thời góp phần lan tỏa hành động nhân gian hiến tạng cứu người. Nội dung đáng chú ý này cùng với nhiều tin tức thời sự khác sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị trong một chuyển động bốn phương ngay sau đây. Đã qua 7 tháng đầu năm, vẫn còn một số bộ cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân 0%. Liên quan hình ảnh sai lệch lan truyền trên mạng xã hội về di tích chùa Cầu Sao trùng tu, lãnh đạo Hội An lên tiếng. Diễn biến mới vụ phao tin giả, nữ nhân viên Samsung lây nhiễm HIV cho 16 người. Thưa quý vị, theo báo cáo từ Bộ Tài chính, ước tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 của cả nước đến hết tháng 7 đạt hơn 32% tổng kế hoạch, thấp hơn cùng kỳ. Đáng chú ý là sau 7 tháng, vẫn còn một số bộ cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân 0%. Trong 7 tháng qua, có 11 trên 44 bộ cơ quan trung ương và 38 trên 63 địa phương có tỷ lệ ước giải ngân đạt trên mức bình quân chung của cả nước. Tuy nhiên, 33 trên 44 bộ cơ quan trung ương và 25 trên 63 địa phương giải ngân thấp hơn bình quân chung của cả nước. Đặc biệt, có một số bộ cơ quan trung ương giải ngân rất thấp và có tỷ lệ giải ngân 0% do chưa phân bổ kế hoạch vốn, như Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Một số địa phương kế hoạch lớn như thành phố Hồ Chí Minh được giao trên 79.200 tỷ đồng, chiếm gần 12% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao cả nước. Thành phố Hà Nội được giao trên 81.000 tỷ đồng, chiếm trên 12% kế hoạch, nhưng tỷ lệ giải ngân không cao nên ảnh hưởng rất lớn đến tỷ lệ giải ngân chung của cả nước. Để thực hiện mục tiêu giải ngân tối thiểu 95% kế hoạch được giao, Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm trình điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2024 giữa các bộ cơ quan trung ương và địa phương ngay sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội có nghị quyết điều chỉnh, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát các bất cập vướng mắc trong các quy định pháp luật để trình cấp có thẩm quyền xem xét tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô. Với nỗ lực không ngừng, những năm qua, ngành y tế Việt Nam đã đạt được nhiều thành công vượt trội trong lĩnh vực ghép tạng, ghi dấu ấn trên bản đồ y khoa thế giới. Tuy nhiên hiện nay, số trường hợp hiến tạng sau chết não ở Việt Nam vẫn còn khá ít ỏi. Vì vậy, cần phải có một chiến lược quốc gia liên quan đến công tác hiến ghép mô tạng để cộng đồng cùng hiểu biết và chia sẻ với hoạt động nhân văn này. Hiện tại chưa có các văn bản dưới luật hướng dẫn cụ thể về việc hiến tặng mô tạng. Trong khi đó, một số vấn đề chuyên môn sâu, phức tạp thì trong luật ghi tương đối ngắn gọn. Vì thế, vận động được người đăng ký hiến tạng đã khó, nhưng rất nhiều trường hợp không may qua đời, bác sĩ vẫn không thể lấy được tạng hiến để cứu người. Thậm chí có những trường hợp, đến phút cuối, một người thân trong gia đình không đồng ý là toàn bộ ekip lấy tạng phải dừng lại. Người chờ ghép lại tiếp tục phải chờ may mắn lần sau. Một rào cản lớn nữa, đó chính là nhận thức khi phần lớn người dân vẫn có quan niệm chết phải toàn thây, e ngại đụng vào thân thể người thân sau khi chết. Thì đó là không phải là quan niệm Phật giáo. Vì Đức Phật nói rất là rõ là trong cơ thể chúng ta được hình thành bởi hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là về mặt vật chất, đó là đất nước gió lửa. Yếu tố thứ hai là về mặt tinh thần. Thì khi mà chúng ta đã nằm xuống và chết theo y học thì cơ thể này không còn giá trị gì nữa. Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia vừa thành lập 9 hội đồng và xây dựng quy trình điều phối, ưu tiên, tiêu chí ghép tạng, tiêu chí cấp cứu. Việc thành lập các hội đồng này sẽ giúp cho các cơ sở y tế tham gia mạng lưới hiến tặng mô tạng và mạng lưới ghép có quy trình phân phối tạng minh bạch, công khai, hiệu quả và nhanh chóng, không lãng phí nguồn tạng hiến. Được doanh nghiệp, người tiêu dùng, giới chuyên môn trong nước và quốc tế đánh giá là một sự kiện uy tín, mang lại hiệu quả trong việc giao thương, xúc tiến thương mại hơn 20 năm qua.
Hôm qua, triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược lần thứ 22 đã chính thức khai mạc tại thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là sự kiện thường niên được mong chờ, triển lãm còn là cơ hội để sản phẩm trong nước được trưng bày, sánh cùng với các thương hiệu quốc tế, nâng tầm và khẳng định vị thế của doanh nghiệp Việt. Triển lãm quy tụ hơn 500 gian hàng của 450 doanh nghiệp đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ. Triển lãm năm nay trưng bày 6 nhóm ngành của các quốc gia Ấn Độ, Đài Loan, Hàn Quốc, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Việt Nam, gồm dược phẩm, thực phẩm chức năng, máy móc chế biến và đóng gói, máy móc và thiết bị y tế, thiết bị phân tích, thí nghiệm, hóa chất, dịch vụ và nội thất bệnh viện, du lịch y tế, phần mềm y tế, thiết bị nha khoa, nhãn khoa, mỹ phẩm, thẩm mỹ, thiết bị làm đẹp. Ưu điểm vượt trội của triển lãm lần này là cập nhật giới thiệu những tiến bộ, thành tựu y học về các loại dược phẩm, trang thiết bị y tế, các phương pháp khám chữa bệnh mới, các sản phẩm công nghệ cao của ngành y dược Việt Nam và quốc tế. Bên cạnh đó, triển lãm cũng tổ chức các hoạt động kết nối để các doanh nhân, người đứng đầu doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận với những phương tiện kỹ thuật cao, ứng dụng những thành tựu y học tiên tiến của thế giới, thực hiện công tác chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân. Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày mai 3 tháng 8. Cống Âu Rạch Mợp nằm trên sông Rạch Mợp ở vị trí giáp ranh giữa xã Nhân Mỹ, huyện Kế Sách và xã Sông Phụng, huyện Long Phú. Công trình có vốn đầu tư trên 500 tỷ đồng, thuộc dự án công trình kiểm soát nguồn nước bờ Nam sông Hậu, được đánh giá là công trình ngăn mặn lớn ở khu vực Tây Nam Bộ, chỉ đứng sau cống Cái Lớn, Cái Bé ở Kiên Giang. Theo kế hoạch, cống Âu Rạch Mợp sẽ đưa vào vận hành ngăn mặn vào cuối năm 2024, tức trước mùa khô năm 2025, giúp tạo nguồn hỗ trợ cấp nước ngọt cho trên 36.700 hectare trên địa bàn hai tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang. Theo Ban Quản lý Dự án số 10, công trình có chiều rộng thông nước 85m, gồm hai khoang cống, mỗi khoang rộng 35m và một khoang âu thuyền rộng 15m. Phần âu thuyền, mỗi đầu dài 28m, buồng âu dài 75m, cửa van phẳng bằng thép, đóng mở bằng xi lanh thủy lực. Ngoài ra, còn có các công trình phụ trợ như nhà quản lý có kết cấu móng cột bằng bê tông cốt thép, hệ thống quan trắc, giám sát tự động. Cống Âu Rạch Mợp kinh phí đầu tư trên 500 tỷ đồng, đơn vị đã thực hiện đạt gần 73% khối lượng công trình. Hiện nhà thầu đang đẩy nhanh thi công, phấn đấu cuối năm 2024 sẽ đi vào vận hành. Công trình vận hành sẽ giảm thiểu ảnh hưởng mặn xâm nhập, trữ ngọt, chống ngập úng cho diện tích đất tự nhiên 36.710 hectare tại huyện Kế Sách, Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng và huyện Châu Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang, tăng khả năng luân chuyển dòng chảy, nâng cao hiệu quả tháo chua, rửa phèn và tiêu thoát nước môi trường trong vùng dự án. Đức ông Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh đã là người có công rất lớn trong việc mở rộng bờ cõi phương Nam. Để tưởng nhớ công ơn to lớn đó, thành phố đã xây dựng đền thờ vào năm 2015. Theo thời gian, công trình dần xuống cấp, cần được sửa chữa để đảm bảo tính trang nghiêm. Sáng qua, lễ khởi công dự án cải tạo sửa chữa đền thờ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh vừa diễn ra. Dự án đền thờ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh nằm tại khu 2 công viên lịch sử văn hóa dân tộc, phường Long Bình, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, là dự án được xây dựng mới vào năm 2015 trên nền đất trũng với ao ruộng, vườn, giáp rạch hiện hữu. Dự án cải tạo sửa chữa có tổng mức đầu tư hơn 9 tỷ 900 triệu đồng từ nguồn ngân sách của thành phố, dự kiến hoàn thành vào năm 2025. Công trình sau khi được sửa chữa hoàn chỉnh sẽ tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp, trang nghiêm, phục vụ nhân dân đến tham quan, viếng đền, dâng hương tưởng nhớ Đức Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Qua đó giữ gìn giá trị văn hóa lịch sử, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Thưa quý vị, sau khoảng 2 năm rưỡi đóng cửa trùng tu, di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia Hải Vân Quan trên đỉnh đèo Hải Vân đã chính thức được đưa vào khai thác vào hôm qua ngày 1 tháng 8. Trong ngày đầu đón khách, rất đông người dân và du khách đã tới chiêm ngưỡng sự hồi sinh của một công trình quan trọng trong hệ thống phòng thủ quân sự phía Nam Kinh Thành Huế sau thời gian dài hoang phế. Di tích Hải Vân Quan được Triều Nguyễn xây dựng vào năm 1826, từng là một đồn lũy quân sự quan trọng, trấn thủ tại đỉnh đèo Hải Vân. Sau nhiều năm hoang phế, di tích này đã được tỉnh Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng cùng đầu tư trùng tu với tổng mức kinh phí hơn 42 tỷ đồng. Hiện Hải Vân Quan đã được phục hồi toàn bộ hệ thống thành lũy cùng các hạng mục như cổng thành, nhà vũ khố, nhà trú sở, pháo đài thần công, vân vân.
Di tích đã được phục hồi rất tốt. Tôi rất bất ngờ vì tôi không nghĩ ở đây lại có một công trình hoành tráng như vậy. Từ đây có thể ngắm được khung cảnh tuyệt vời, rất lý tưởng cho những bức ảnh đẹp. Tôi thấy rất tuyệt. Công trình tu bổ di tích Hải Vân Quan hoàn thành được kỳ vọng không chỉ gìn giữ được giá trị văn hóa lịch sử của di tích gần 200 năm tuổi, mà còn góp phần phát huy giá trị của một điểm đến hấp dẫn được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất hùng quan. Di tích Hải Vân Quan sẽ miễn phí tham quan cho người dân du khách cho đến khi thống nhất việc xây dựng bảng giá vé phù hợp. Trước nhu cầu đi ngày càng nhiều tại tăng cao, các hãng hàng không đã tăng cường các chuyến bay đêm góp phần hạ nhiệt giá vé máy bay. Trong nỗ lực thu hút du khách sử dụng các chuyến bay đêm, nhiều cơ sở lưu trú du lịch cũng quyết định giảm giá phòng lên đến 60%, ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh. Du khách này đã được giảm giá đến 60% tiền khách sạn sau khi thực hiện chuyến bay đêm từ Đà Nẵng đến thành phố Hồ Chí Minh. Nếu không có chương trình kích cầu này, nhiều khách hàng sẽ cân nhắc chuyện bay đêm. Bởi vì sau khi hạ cánh, khách sẽ phải trả tiền khách sạn cho một đêm chỉ để ngủ, chưa kịp trải nghiệm gì. Tiền vé máy bay sẽ từ rẻ thành mắc. Em tìm hiểu và tính toán thì khi mà cái vé máy bay bay đêm cộng với cái giá phòng ở đây thì nó chỉ bằng một cái vé máy bay thường mình bay ban ngày thôi. Thì cái giá như vậy thì nó rất là ưu đãi. Và đó là lý do tại sao là em chọn em lưu trú tại đây. Để kích cầu khách bay đêm, một số hãng hàng không đã phối hợp với các cơ sở lưu trú xây dựng gói sản phẩm kết hợp vé máy bay. Theo đó, trong thời gian trước 6 giờ và sau 21 giờ, du khách sẽ được giảm giá tới 60% cho đêm lưu trú đầu tiên. Điều này giúp giảm phần nào chi phí để du khách có thêm động lực bay đêm. Đối tượng khách này thì khách sạn cần phải chuẩn bị và thực hiện cái quá trình check-in cho nó, tức là quá trình nhận phòng cho nó thật là nhanh và tiện cho khách. Tại vì mình cũng biết được là họ bay đêm, đặc biệt là đối với những chuyến bay dài thì khách thường là cũng khá là mệt. Thành ra là mình sẽ làm cái thủ tục nó nhanh lên và phòng ốc đương nhiên là phải chuẩn bị từ trước. Hiện thành phố Hồ Chí Minh có 16 cơ sở lưu trú du lịch tham gia chương trình kích cầu này với mức giảm từ 20 đến 100% giá phòng cho đêm đầu tiên của khách. Trong đó có nhiều khách sạn ở khu vực trung tâm thành phố. Chương trình còn kèm theo chính sách miễn phí di chuyển đến sân bay bằng xe 7 chỗ trong khung giờ 10 đến 22 giờ nếu khách lưu trú tối thiểu 3 đêm. Khi các doanh nghiệp tham gia với cái chuỗi liên minh kích cầu này thì sẽ tạo nên một cái hiệu ứng tốt hơn. Đồng thời các đơn vị sẽ được quảng bá nhiều hơn, rộng rãi hơn khi đến với nguồn khách của lẫn nhau. Ví dụ như nguồn khách của Vietnam Airlines hay nguồn khách của Vietjet khi họ bay trên các chuyến bay và họ biết đến các cơ sở lưu trú trên địa bàn của thành phố. Theo thống kê của Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, chỉ trong 5 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đến thành phố đạt khoảng 2.280.000 lượt. Trong khi đó, lượng khách nội địa khoảng 14 triệu lượt, đạt 36,8% so với kế hoạch năm 2024. Việc kích cầu các chuyến bay đêm không chỉ cải thiện công suất sử dụng của các chuyến bay mà còn tạo điều kiện thuận lợi hơn cho du khách khi lựa chọn dịch vụ trong thời điểm du lịch tăng cao, góp phần phân bổ đều dòng khách, giảm áp lực cơ sở hạ tầng sân bay trong giờ cao điểm ban ngày. Thưa quý vị, đây là hình ảnh mới xuất hiện trên mạng xã hội Facebook được cho là chùa cầu, có nhiều chi tiết không giống với thời điểm trước trùng tu. Có tài khoản Facebook còn đặt nghi vấn mất cấp khi bảo tồn đối với các dĩa sứ trang trí trên mái chùa cầu. Phóng viên báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh đã gửi hình ảnh này cho lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An và Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản văn hóa thành phố, đơn vị chủ đầu tư dự án trùng tu chùa cầu để xác minh sự thật. Ông Phạm Phú Ngọc, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản thành phố Hội An khẳng định đó là hình ảnh xuyên tạc, vu khống, đồng thời hai hình ảnh này không cùng một góc chụp. Về phần dĩa dưới đuôi mái ngói, ông Ngọc cho hay đã được đánh số và tận dụng trở lại như vị trí cũ đến khoảng 80%. Hai đầu cầu chỉ thay thế một số vị trí dĩa đã mất hoàn toàn. Trong khi đó, ông Nguyễn Chanh Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An, nghi ngờ hình ảnh đã được chỉnh sửa không đúng thực tế. Ông Sơn cho rằng hình ảnh này được chụp ở hai vị trí khác nhau, một tấm phía trước và một tấm bên hông chùa cầu, hoặc hình ảnh được chụp ở di tích khác. Như vậy không thể so sánh với nhau. Về nghi vấn cho rằng bị mất dĩa sứ dưới đuôi phần mái chùa cầu, ông Sơn cho hay hầu hết các dĩa cũ đều được sử dụng lại khi thực hiện trùng tu. Đây cũng không phải là dĩa cổ mà từ đợt trùng tu năm 1986 mới xuất hiện.
Diễn biến mới về vụ cô gái bị đồn là nhân viên Samsung lộ clip nóng quan hệ tình dục với nhiều đàn ông và truyền nhiễm HIV cho 16 người. Khi mở rộng điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã xác định 3 đối tượng có chia sẻ nhiều video với nội dung khiêu dâm, đồi trụy, phát tán thông tin thất thiệt về vụ việc này. Cụ thể, ngày 25 tháng 7, qua một hội nhóm trên Facebook và nhóm Zalo tên giáo án, Nguyễn Hồng Quân, 29 tuổi, đang làm việc cho công ty Samsung, thấy hai video có nội dung khiêu dâm, đồi trụy, trong đó có thông tin hình ảnh về một người phụ nữ làm việc tại công ty Samsung và đã lây nhiễm bệnh HIV cho nhiều người. Sau đó, Quân dùng tài khoản nội bộ công ty tìm kiếm và thu được kết quả thông tin hình ảnh chân dung, số điện thoại của nữ nhân viên này. Quân đã chụp lại rồi chia sẻ lên nhóm Zalo tên giáo án. Ngoài Nguyễn Hồng Quân, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã xác minh và làm rõ hành vi truyền bá gian quá phẩm đồi trụy của hai đối tượng khác, gồm Nguyễn Đức Nam, 29 tuổi, trú tại thành phố Sông Công, chia sẻ một video có nội dung nghi vấn khiêu dâm đồi trụy vào nhóm, và người phụ nữ 29 tuổi, trú tại thành phố Thái Nguyên, chia sẻ hai video có nội dung nghi vấn khiêu dâm đồi trụy vào nhóm. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chuyển hồ sơ vụ việc cho Công an thành phố Phổ Yên để tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, thông tin 19 người bị nhiễm HIV liên quan tới một cô gái làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên là sai sự thật. Thưa quý vị, thời điểm này một số loại trái cây Trung Quốc đang rao bán rất nhiều tại nước ta. Để biết đó là những mặt hàng nào, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi chương trình. Thưa quý vị, hiện tại giá thanh long đang bắt đầu giảm mạnh ở tỉnh Long An. Trước đó, khi giá thanh long tăng cao, nhiều nhà vườn hy vọng dù thu hoạch trúng mùa, trúng giá, nhưng giờ đây lại khá lo lắng. Cuối tháng 4 năm 2024, giá thanh long ruột đỏ loại 1 ở huyện Châu Thành dao động trong khoảng 42.000 tới 43.000 đồng một ký, nhưng nay chỉ còn 15.000 đến 20.000 đồng một ký. Với hàng loại 2, loại 3 từ 30.000 đến 37.000 đồng một ký, nay giảm xuống 5.000 tới 9.000 đồng một ký. Đối với thanh long ruột trắng vẫn giữ ở mức 11.000 đến 13.000 đồng một ký, giảm rất ít so với thanh long ruột đỏ. Khi giá giảm, việc nhà vườn mời gọi thương lái tới vườn để thu mua thanh long cũng gặp khó khăn. Theo nông dân ở xã Hiệp Thành, huyện Châu Thành, giá thanh long ruột đỏ giảm mạnh là do nguồn cung tăng vì đang bước vào mùa thu hoạch rộ. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sau 7 tháng của năm 2024, hoạt động sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản ổn định, dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi cơ bản được kiểm soát, giảm thiểu tối đa thiệt hại. Từ đó, bảo đảm tốt cung ứng hàng hóa, nhất là lương thực thực phẩm cho tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Thời điểm cuối tháng 7 năm 2024, ước đàn heo tăng 3%, đàn gia cầm tăng 2,6%, đàn trâu giảm khoảng 3,6%, đàn bò giảm khoảng 0,4% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả sản lượng chăn nuôi 7 tháng năm 2024 tăng so với cùng kỳ năm trước. Sản xuất thịt đạt 4 triệu 800 ngàn tấn, trứng trên 20 tỷ quả trứng, sữa 1 triệu 300 ngàn tấn, về thủy sản, tổng sản lượng 5 triệu 200 ngàn tấn, tăng 2,6%, trong đó khai thác 2 triệu 300 ngàn tấn, tăng 0,9%, nuôi trồng 2 triệu 900 ngàn tấn, tăng 3,9%. Về kết quả sản xuất nông nghiệp 7 tháng, cả nước đã gieo xạ 6 triệu 250 ngàn hecta lúa, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước, thu hoạch 3 triệu 820 ngàn hecta, tăng 1,3%, năng suất bình quân 65,6 tạ một hecta, tăng 0,5 tạ một hecta. Sản lượng lúa trên diện tích thu hoạch 25 triệu tấn, tăng 2%. Những con số này tiếp tục góp phần đảm bảo nhu cầu thực phẩm trong nước lẫn xuất khẩu. Trong hôm qua, giá vàng miếng bất ngờ tăng giọt với mức tăng lên tới 800.000 đồng một lượng, đẩy giá bán ra lên sát mốc 80 triệu đồng một lượng. Giá vàng miếng SJC tăng mạnh khi kim loại quý thế giới cũng nhảy giọt do những kỳ vọng về giảm lãi suất của Mỹ và xung đột ở Trung Đông leo thang. Hiện mỗi lượng vàng miếng SJC cao hơn thế giới 4 triệu 600.000 đồng một lượng. Theo đó, giá vàng SJC niêm yết như sau: mua vào 77 triệu 800.000 đồng một lượng, bán ra 79 triệu 800.000 đồng một lượng. Giá vàng các loại của công ty vàng bạc đá quý Kim Long Đồng Tháp niêm yết như sau: vàng nhẫn trơn và ép dĩ KLG 49 mua vào
7.550.000 đồng một chỉ, bán ra 7.650.000 đồng một chỉ. Vàng nữ trang kim long KLJ 24 carat mua vào 7.450.000 đồng một chỉ, bán ra 7.630.000 đồng một chỉ. Vàng nữ trang cao cấp kim long KLJ 18 carat mua vào 5.200.000 đồng một chỉ, bán ra 5.500.000 đồng một chỉ. Về tỷ giá một số loại ngoại tệ thông dụng theo niêm yết của Ngân hàng Vietcombank chi nhánh tỉnh Đồng Tháp như sau: đô la Mỹ mua vào 25.030 đồng, bán ra 25.400 đồng; đô la Úc mua vào 16.053 đồng, bán ra 16.735 đồng; euro mua vào 26.623 đồng, bán ra 28.084 đồng; bảng Anh mua vào 31.529 đồng, bán ra 32.935 đồng; yên Nhật mua vào 163 đồng, bán ra 173 đồng. Phần cuối chương trình, mời quý vị đến với một chuyện nắng chuyện mưa để cập nhật tình hình thời tiết ngày và đêm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt. Thưa quý vị, theo dự báo, mưa lớn tại Bắc Bộ sẽ còn duy trì trong hôm nay. Trong đó, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc, Hòa Bình có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi trên 120mm. Nguy cơ cao gây ra lũ quét ở các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên các sườn đồi núi. Bà con sinh sống tại khu vực này thì cần hết sức chú ý các dấu hiệu của lũ quét và sạt lở để mà sơ tán kịp thời. Ngoài ra thì quý vị cũng cần đề phòng nguy cơ ngập úng các khu vực trũng thấp ven sông. Ngoài khu vực vùng núi thì các nơi khác ở Bắc Bộ cũng có mưa dông, lượng mưa dao động từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Trong khi đó, Nam Bộ đang trong giai đoạn giảm mưa, ban ngày trời nắng nhiều, buổi trưa có nơi nắng nóng. Cụ thể tại khu vực miền Tây, mức nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến từ 31-34 độ C. Còn các tỉnh thành miền Đông thì oi nóng hơn về buổi trưa, có nơi chạm ngưỡng nắng nóng 35-36 độ. Đến chiều tối, mây dông phát triển gây mưa một vài nơi, lượng mưa phổ biến dưới 50mm. Khép lại một chuyện nắng chuyện mưa hôm nay sẽ là những thông tin dự báo chi tiết cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và các vùng miền trên cả nước. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.